Mến chào cô chú và các bạn, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Mình cũng không có nấu món gì đặc biệt, chỉ là tôm càng luộc. Luộc như thế nào, có ngon hay không thì mình cũng không biết, nhưng mình luộc, mình ăn, chấm muối tiêu thì thấy ngon quá trời. Bởi vì thứ sáu đã nấu một nồi bún bò Huế, ăn luôn tới ngày thứ hai. Còn thứ bảy thì lại nấu một nồi xôi bắp để chia sẻ cách nấu của mình. Và hai vợ chồng cũng đã đi Home Depot mua chút ít đồ về để làm máng xối. Bây giờ cô chú xem thử ông xã của mình làm như thế nào. Đi theo ông xã vào Home Depot, việc vợ vợ lo, việc chồng chồng lo. Mình vào đó rồi, ông xã hỏi có phải đi chào cô chú và các bạn hay không. Mình nói đúng rồi. Đi một vòng vẫn chưa thấy ông xã xong công chuyện. Vào đây thì lại thấy đang đứng lựa những cái đồ gì, mình cũng không có rành lắm đâu. Chỉ nói với mình rằng làm máng xối để cho khi mùa mưa đến thì nước không có tràn ngập vào những chậu kiểng của mình. Bây giờ hai vợ chồng đi về, cô chú xem thử ông xã mình làm gì. Tổng cộng làm hết cái máy nước này đó là 30. Tại vì nếu lúc trước mà mình không có gài si bồ á thì mưa đó thì nó rớt xuống bình thường thôi, nhưng bởi vì làm cái gài si bồ cho nên ông xã mình sợ mưa nó rớt ngay cái cửa ra vào á, cho nên phải làm thêm một cái miếng ni tông, miếng đó, miếng trắng trắng đó, đó. Từ ở bên gài si bồ qua cái vách tường, cho nên khi mưa rớt thì không có rớt khi mình ra đường hay hoặc là mở cửa ra. Nhưng ngược lại thì năm nay sẽ làm theo cái máy nước này nữa nè đó, cho nên nếu mà nhà mình có gài si bồ mà sát vách tường gần cái cửa ra vào thì phải làm như vậy thôi, còn không thì không cần thiết. Có những lúc mình nghĩ rằng không hiểu tại sao ông xã của mình cái gì cũng làm được hết, nhưng làm là làm cho thật là gọn gàng, nhiều khi nhìn phải rất là đẹp. Có những lúc mình nghĩ mấy ông thợ đến nhà sửa cái gì đó rồi rất là bê bối, nhưng ngược lại ông xã mình thì lại không. Ngày xưa tới bây giờ chưa bao giờ bỏ tiền ra sửa bất cứ một cái gì trong căn nhà. Hôm nào rồi mình sẽ kể lại cho cô chú và các bạn nghe. Một căn nhà hai vợ chồng mua tan nát, người dắt đi mua nhà cũng không dám vào bởi vì cho rằng cái nhà đó là nhà ma, sợ lắm. Đứng ở ngoài hai vợ chồng phải vô, nhưng cuối cùng cũng đã mua căn nhà đó và đã sửa và cũng đã bán đi. Lý do tại sao? Hôm nào rồi mình sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện hai vợ chồng sửa căn nhà. Đối với người khác thì có thể làm được hay không, nhưng riêng cá nhân của hai vợ chồng của mình thì cũng đã làm được một căn nhà, và cuối cùng hỏi rằng nếu như làm lại một lần nữa có làm hay không thì sẽ là câu trả lời là không. Như vậy là xong rồi đó, thì khi mà mưa thì nó sẽ trải vậy nè, đó thì nó lan ra gặp vậy thôi. Cây bông thu hải đường phải nói là trước cửa nhà đó thì che được ánh nắng và sẽ mát, cho nên cây sẽ ra hoa và rất là đẹp, cũng như là những loại cây lá xanh bây giờ. Nếu như nó phải đổi màu rồi đó thì mình cũng đừng có lo, bởi vì lạnh là nó phải đổi màu, từ màu xanh sẽ màu hơi vàng vàng, nhưng nó vẫn tốt. Mình không nên tưới nước nhiều quá. Cây lựu trước cửa nhà phải nói rằng rất là nhiều trái luôn. Được 2 năm nhưng mình đã cắt tỉa rất là nhiều, nhiều lắm. Nhưng chỉ có một cái điều á, là mình thấy tại sao cây lựu của mình á, ngã về hướng trước rất là nhiều trái, nhưng ở ngoài sau thì lại không có trái. Ông xã nói như thế này, khi cây lựu mà mình trồng đó, nếu như gần cái vách nhà hay vách tường thì cây lựu nó sẽ mọc ra hướng trước. Vì vậy cho nên khi mình có những cây lựu hay bất cứ một cái cây nào mà mình trồng á, đừng có trồng gần nhà quá, vì vậy cho nên nó mới ngã qua một bên. Đó là cây lựu của mình. Không biết cô chú và các bạn có thấy đẹp không nha, đẹp lắm đó. Hai bên là có đèn nè, rồi cái cỏ xanh xanh, nó đẹp ha. Cái đường đi của mình nè, đó, và sẵn để cho thấy mấy cái cây bông bằng cũ trồng mới lên nè, đó. Tối tối thì mình mới thấy nè, thấy không? Nó lú lú lên nhiều lắm nè. Đó, đẹp ghê không? Rồi, đây bông li li trắng bây giờ bắt đầu đầy rồi. Còn tối tối vậy thấy bông gì đâu.
Trời ơi, đẹp quá. Cái bông ban đêm cũng đẹp ghê nha nè. Đó, ban đêm đó. Còn cái này là nguyên một chùm luôn. Quá trời đẹp luôn nè. Đó. Đây là ban đêm nha. 6 giờ rưỡi, 7 giờ tối rồi còn ra đây á, cho cô chú xem những cái gốc cây của mình ở dưới này đều có đèn hết nè. Đó, đẹp quá ha. Thật sự ra ban đêm cũng đẹp. Nè, bông của cây chanh nè. Đó, đẹp không? Quá đẹp ha. Chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt nữa hết. Ban đêm mà, này mấy trái ớt của mình ban đêm mà. Thôi đi vô dọn cơm cô chú ơi, ông xã xuống lộn, ông xã là đó. Nó tối rồi còn ra đây làm gì nữa. Rọi đèn. Bông nè. Đó, đẹp ghê chưa. Ban đêm là thôi đẹp quá trời. Hoa sứ nhà nàng. Lá cây cũng tươi tốt nè, ra lá nhiều lắm. Đó, cho nên mình nghĩ là không có chết đâu. Lạnh mà, nhưng mà không sao ha. Hy vọng là vậy. Đó, còn cái phao tình của mình á thì nước chảy cho tới 9 giờ tối. Rồi, đây là một cái khu vườn mùa đông, mùa thu. Ánh đèn lên. Bây giờ là 6 giờ rưỡi tối rồi. Mà mình cầm cái cây nè, mình ra mình cắm. Bây giờ mình chỉ cái chỗ mà một cái chậu gọi là thần kỳ của mình nha. Cái gì mình cũng cắm như đó hết. Đây là cái cây này đó, là mình đã cắm nay được là 8 tháng rồi. Cây đào ha, mà nó sống nha. Tại sao biết sống? Trời ơi, chắc chắn sống luôn. Hôm nào mình kiếm cái clip đó, rồi cái mình nói cái số đó để cho cô chú và các bạn biết cái số mà mình nói là mình cắm cái nào. Rồi, mình cho nó vô cái chậu này luôn nè. Đó, cái chậu phân ha, cắm vô, cắm sát xuống. Tối hù mà không biết cô chú các bạn thấy không ha. Mình cắm vậy đi ha, mình đè xuống vậy đó, cho nó xuống sát xuống. Mình cứ đẩy nó xuống rồi, cho nó đó, đây nè. Còn đây là hai cây mặn nè, hai cây mặn mình cũng xin bạn về đó, mình cắm xuống ha. Giờ mình thấy nó cứng ngắc à. Thử đi, rồi. Chỗ này là chỗ thần tiên của mình á. Cầu gì được nấy. Sẵn đây mình cho cô chú và các bạn coi cái khu vườn của mình vào đêm đèn lên như thế nào. Ban ngày thì thấy thường rồi, bây giờ mình thấy ban đêm đi ha. Đèn hết tất cả cái gazebo đây nè, là chỗ nào cũng có đèn hết á. Đây đẹp lắm. Đẹp nhất là cái chỗ của Phật Bà Quan Âm. Đẹp lắm cô chú ơi, thích lắm. Đây. Đó. Chỗ này là mình tự chế ra nha. Mình nói với ông xã mình thích vậy cái chồng. Sau lưng Phật Bà Quan Âm có đèn nè ha. Ở đây những cái retaining wall có đèn hết ha. Rồi ở dưới cái gốc cây marble cũng đẹp quá ha. Rồi bên này nữa. Đó. Tất cả là đèn ông xã mình chạy dây hết. Cho nên trời tối tối đó, hả, là đi đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn. Đây. Đó, đẹp ghê không? Đó, cái mình đi tới đâu là có đèn. Ông xã mình gắn mấy cái solar này nè. Để mà khi mình ra đường đó thì mình thấy đường mình đi. Cái hộp tôm càng này á, mình mua ở chợ Mễ nè. Trong này có tổng cộng là bao nhiêu con thì không biết, bây giờ mình mở ra ha. Cái này là mình mua tổng cộng là 15 đồng. Để xem thử coi có bao nhiêu con. Tổng cộng là 6 con. Rất là ngon nha, nhìn ngon vô cùng luôn. Hôm nay mình làm món gì đây? Mình làm đơn giản lắm, luộc, ăn chấm muối tiêu vậy thôi à. Quá là ngon luôn. Đó, như vậy nè. Mỗi một con. Khi mà tôm hùm mình mua về đó mà mình chưa ăn á, đừng có để ra ngoài. Khi nào mình ăn á, mình mới để ra ngoài. Rồi cái mình làm cái thau nước lạnh á, mình cho vô liền. Cho vào. Rửa sơ sơ rồi bắt đầu nước liền vô. Mình sẽ ăn với muối tiêu. Tự nhiên hôm nay thèm tôm hùm, tôm càng ăn muối tiêu. Phải công nhận là mấy con tôm càng này nó nhỏ nhỏ vậy á mà nó ngon nha. Không có lớn lắm đâu. Đó, cỡ bàn tay của mình vậy nè. Mà tổng cộng là 6 con 15 đồng. Vậy là một con nhiêu ta? Đó. Cái này mà đi kho tộ thì không có được đâu. Tại vì nếu mà mình kho tộ nó teo lại không có ngon. Cho nên là mình phải luộc, luộc ăn chấm muối tiêu mới ngon. Tại vì thật sự nó đâu có lớn đâu nè, có chút xíu à. Đó, chút téo vậy nè mà nó ngon lắm nha. Tôm càng mình sẽ làm món gì ngon? Có 3 món, 4 món hoặc 5 món. Món nào cũng ngon hết. Nhưng mà nãy giờ chưa nói với cô chú các bạn là món gì. Có nghĩa là thứ nhất á, người ta thường nói là tôm càng kho tộ.
Rồi thêm một món nữa, đó là tôm càng sốt me chua. Nhưng hai món đó mình sẽ không làm. Mình làm một cái món này phải nói là ngon bá trái, ngon té xỉu. Trước nhất là mình rửa trước, rồi sau đó mình cắt cái đầu mấy cái rau mình bỏ hết đi, tại vì mình đâu có ăn cái đó được đâu. Còn cái đuôi mình muốn cắt thì cắt, không cắt thì để cho nó đẹp. Mình chỉ cần bỏ vô cái nồi nước sôi. Trong cái nồi nước sôi đó mình sẽ làm như thế nào? Nếu như mà mình muốn luộc những con tôm, con cua mà cho nó có cái mùi thơm thơm ha, đó là mình bỏ lá chanh thái. Cái phần nữa đó là mình sẽ cho vào đây một chút xíu giấm. Tại sao mình cho giấm? Mình cho giấm vô đó thì con tôm của mình nó đẹp, nó ra cái màu phải nói là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Đó là cách mà người ta luộc tôm. Mà tại sao tôm mà mình đi ra nhà hàng ăn đó mà nó đỏ rực rỡ, đó là người ta bỏ giấm. Thật sự có một cái điều mình muốn chia sẻ. Thật sự là có một cái chuyện. Thật sự ra là tại sao mình biết quá nhiều chuyện. Thật sự ra đó, tại sao mà mình biết có nhiều cái bí quyết mà không biết có ai biết không ta? Tại sao mình biết những cái thành phần như là tôm mình luộc như thế nào, mà tại sao mình bỏ giấm? Là có người chỉ mình mới biết, chứ không chỉ sao biết. Hôm nay làm cái clip rất là ngắn nha cô chú, nhanh gọn và lẹ thôi. Đó, mình cắt nè, sạch sẽ luôn rồi. Bây giờ mình rửa lại một lần nữa trước khi mình cho vào nồi. Đó, rửa là rửa nước sạch nha, cho thật là sạch. Công nhận á, là mấy con tôm càng này dễ thương ghê không. Cái đầu thì thật là to mà cái mình có chút xíu à, thành như mình nói là 6 con chứ thật sự nhỏ xíu mà. Như là một con nó, ủa 6 con ra mình đếm cho có 5 con nè. Hôm nay ông xã mình ăn bún bò Huế, hôm qua ăn rồi, nên ăn tiếp khỏi nấu ăn. Còn mình nó thèm tôm càng, cho mời mua tôm càng về ăn. Đơn giản quá rồi, rửa cho sơ, mình bắt nước sôi để cho vô. Đơn giản. Mình luộc tôm hùm có 3 cách. Cách thứ nhất là mình sẽ dùng chanh, dắt một miếng chanh vào, nước thật là sôi cho vào. Cách thứ hai là mình cho nửa muỗng cà phê đường. Cách thứ ba là mình cho nửa muỗng cà phê giấm. Trong ba cách, cách nào cũng được hết, nước cho thật là sôi. Sau đó mình bỏ những cái lá thơm vào. Đây là lá chanh thái. Cho nó sôi, thật là sôi. Rồi bây giờ mình mới cho vào đây là tôm càng, cũng như là cua hoặc là tôm luộc mình ăn. Rồi cho vào như thế này. Mình luộc cho tới khi nào mà mình thấy con tôm nó nổi lên trên mặt nha thì mới là chín. Ngày xưa mình không có biết luộc, mình cứ nghĩ là luộc tôm á, luộc cua đừng cho nước nhiều. Sai rồi, mình đã tìm hiểu ra một người Mỹ họ chỉ cách mình luộc tôm. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà nói thật ha, không phải người Việt Nam mình biết nấu ăn, người Mỹ cũng biết nấu ăn, ai cũng biết nấu ăn á, mình thấy cái nào đúng thì mình làm. Rồi mình cứ dặn lửa mình luộc, luộc cho tới khi nào mà mình thấy con tôm càng hay những tôm hùm hay cua nó nổi lên trên mặt là mình lấy được rồi. Cái này là lá chanh thái. Mình cắt nguyên một cái nhánh dài, tại vì nó ra dài quá mình phải cắt đi. Rồi cái mình lấy mấy cái lá bỏ vào tủ đá, khi nào cần thì mình nấu ăn. Trời ơi thơm, thích cái mùi chanh thái. Mình nấu cái món gì mình cũng thích bỏ cái lá này vào nè. Mà cái lá của nó già rồi chứ không phải là non đâu. Đó, cho nên mình phải để dành vào tủ đá. Thì nấu những món ăn là mình lấy ra ha. Quá là đẹp luôn nè. Bây giờ mình qua kia mình luộc tôm hùm. Chanh thái, làm sao mà mình trồng được cái cây chanh thái? Mình làm thử nha, tại vì nghe nói thôi, chưa làm qua. Mình cắt những cái nhánh nào mà già nhất, như đây là cái chanh nhà rồi nè. Mình lấy hết mấy cái lá này. Nhánh chanh thái, đây là cái nhánh già nè. Mình đã cắt xéo ở đây. Rồi mình sẽ ngắt hết những cái lá, chừa lại 3 lá ở trên. Sau đó đó, mình dùng cái kéo, mình cắt ngang vậy nè. Đó, mình cắt ngang nha. Khi mà mình cắt ngang rồi đó, cái cây này nè, mình đi ra khu vườn của mình, chỗ nào mà mình có những cái cây mà mình trồng á, có phân chẳng hạn như cây chanh, cây tắc, cây quýt, cây ổi, bất cứ cái chậu cũng được nữa, cắm vô đó đi. Thời gian sau á, vài tháng nó mọc rễ đó ha, mình lắc mà thấy nó cứng ngắc rồi là rễ. Khi mà ra rễ là tự nhiên nó móc lá ra. Nó móc lá ra. Như vậy là mình cho xuống ở dưới đất mình trồng hoặc là mình cho vô chậu. Bây giờ sự thật có hay không thì mình không biết ha. Bây giờ mình làm thử đi. Mình sẽ cắt ba cái này nè. Đó, mình cắt xéo như vậy nè ha. Bây giờ mình cắt xéo nha, đó.
thật sự là thật hay là giả thì không biết nha, nhưng cứ làm đi đâu có sao đâu, bởi vì trước sau gì mình cũng sẽ bỏ cái này đi đúng không? Thì thôi giờ mình đem ra khu vườn mình cắm, mà giờ ngoài đường nó tối hù rồi, thôi mình cứ đi ra cắm thử nha. Và bây giờ đó thì tôm càng của mình đã nổi lên trên mặt rồi như thế này. Như vậy là mình lấy ra ha, mình để ở ngoài cho nó nguội rồi mới ăn, chứ ăn nóng không có ngon đâu. Đó, rồi cái mình chấm muối tiêu hoặc là mình chấm bơ. Còn cái nước này làm gì? Để dành ngày mai mình sẽ nấu một món, đó là bánh canh tôm cua. Trời ơi, không có bỏ đi đâu. Trời, cái nước này là bảo đảm ngon luôn, ngon vô cùng. Chủ nhật thứ hai, ông xã phải coi football. Thích coi một mình vậy đó, chứ không có ai hết á. Không phải giống như người ta là nhậu nhẹt 1, 2, 3, vô, rồi cụng, rồi la, rồi hét, không có đâu. Coi football im lặng lắm. Hôm nay thì mình không có cái gì để chia sẻ với cô chú và các bạn, chỉ đơn giản thôi. Bún bò quế đuôi bò ăn hôm qua, hôm nay ông xã ăn lần nữa. Bắp chuối với lại bắp cải, đơn giản. Rồi tôm càng, tôm càng đây rồi. Trời ơi, cái màu tôm càng phải nói đẹp vô cùng luôn đó nha. Nhanh lắm, mình cần luộc tôm càng nước cho thật là sôi, rồi cho miếng chanh hoặc là miếng giấm hay miếng đường là bảo đảm con tôm càng của mình nó như vậy. Không phải tôm càng không mà luộc cua hay luộc tôm cũng vậy, rồi lấy ra. Nhưng mà tôm phải để cho nó nổi lên trên nha, nó mới chín. Còn không mình lột, nó không có lột được đâu, nó bị dính vô cái vỏ của nó đó. Rồi, như vậy là một bữa ăn đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Cái clip này mình không biết là bao nhiêu phút, nhưng mà thôi đi hát cô chú ha, có là vui rồi. Cái này á, là chanh của người bạn cho, không phải là chanh nhà mình. Cái trái nó nhỏ nhỏ vậy nè, dễ thương ơi là dễ thương ha. Mà lúc cho á, nó xanh chứ không phải là vàng. Để con tuần lễ là nó vàng hết mà nước nhiều lắm. Cái trái chanh này á, là gọi là chanh tí hon, mình chỉ biết vậy thôi à. Nó lùn tẹt à, nó lùn khoảng đâu 4 feet à. Đó, quá trời trái luôn nha. Đó, dễ thương quá. Ngon quá trời ngon nè cô chú. Đó, nó ngon vậy nè, nó tươi vậy nè. Đó, mới là ngon. Trời ơi, ăn cái này xong là uống thuốc chứ không được rồi. Chấm muối tiêu. Ngon. Ngon thiệt. Tôm càng á, mà mình luộc á, là mình phải để cho nó nổi lên trên mặt, rồi mình lấy ra thì mình lột nó mới ra được như vậy. Mà mình luộc không chín hả, nó dính thịt trong này là mình không có lột được đâu. Thiệt á, không có nói láo đâu. Đây nè, muối tiêu. Ngon quá. Mình mua tôm càng á, ở chợ Việt Nam một hộp này nè, bán 28 đồng. Mà chợ Mỹ người ta bán có 15 đồng 99. Trời ơi, nó ngon vô cùng của chú ơi, nó ngon khủng khiếp luôn. Cái gạch nè, mình có thể lấy mấy cái gạch này ra mình nấu bánh canh cua hay là bún riêu, mình để dành á, mình ăn. Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, ăn hơi nó tòng phồng máu. Thuốc viên Morphe Ultra 3X Triple, loại thuốc viên mà mình đã uống cũng lâu lắm rồi, khi nhức mỏi hai cái đầu gối bàn chân và mình mẩy. Hiện bây giờ Costco đang có cái giá đặc biệt là 6 đồng 17 đồng 99 cho một hũ. Mỗi ngày mình cố gắng chia sẻ những gì trong cuộc sống, như là làm vườn, nấu ăn, trò chuyện, kể chuyện vui, chuyện buồn. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc mà cô chú và các bạn đã dùng thời gian xem clip của mình mỗi ngày. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn cô chú và các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.